về quê hương thì mỗi ai cũng đều có một quê hương và một xứ sở mà chúng ta muốn trở về. Và nỗi nhớ da diết về tuổi thơ, về một nơi đầy vùng trời thiên nhiên. Thưa quý vị, hai tiếng quê hương nghe bình dị nhưng lại quá đỗi thiêng liêng. Đó là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, là nơi có ông bà, cha mẹ, anh em, và với một số người, đó là nơi mà cả một vùng trời tuổi thơ chúng ta thuộc về. Ca khúc sau đây sẽ là một bức tranh thiên nhiên, cảnh đẹp đồng quê với ruộng lúa xanh rờn, đường làng quanh co, nhưng bao la với những cánh diều bay, những hoài niệm và nỗi lòng của tác giả cũng như của nhiều người xa quê hương. Quê hương tuổi thơ tôi là một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Từ Huy. Xin mời quý vị thưởng thức qua giọng ca của thí sinh Victoria Thúy Vi, số báo danh 223. Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
Xin cảm ơn phần trình diễn của em. Thưa quý vị, Victoria Thúy Vi là một thí sinh nhỏ tuổi của chương trình. Năm nay em mới 13 tuổi thôi phải không? Dạ. Em sinh ra ở đây phải không? Dạ. Sinh ra ở đây mà hát tiếng Việt rất là hay đúng không quý vị? Và chị được biết là ngoài hát ra thì em còn có thể múa nữa đúng không? Dạ. Và em còn có một tài nữa là đánh võ phải không? Dạ. Nhìn mảnh mai vậy thôi, hát một bài hát rất là nhẹ nhàng nhưng mà nhỏ mà có võ nha quý vị. Một mình em có thể chấp mấy người như chị? Một mình em có thể đánh cỡ mấy người như chị? Rồi, dạ sau đây xin mời ban giám khảo cho một vài lời nhận xét. Đầu tiên xin mời Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Xin chào thí sinh 223 thì đi. Cảm ơn thí sinh đã chọn bài hát này để cống hiến. Khi mà cất giọng lên những cái nốt cao và nốt thấp tưởng chừng một ca sĩ rất là chuyên nghiệp chứ không phải ở cái tuổi 13. Và dĩ nhiên là không quên khích lệ thí sinh hướng về phía trước để tạo cho mình một phong cách riêng và cái sự thành đạt này trong tầm tay của thí sinh trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp mà không nghĩ là với cái chất giọng này không nghĩ là hát nhạc đạo mà thành công ở một cái diễn đàn nhạc Việt Nam nhiều góc độ khác nhau. Với cái tuổi 13 mà vừa hát vừa diễn xuất giống như tưởng chừng như một ca sĩ thành danh. Chúc mừng thí sinh đã thành công và chúc mừng thí sinh có thể chiếm một số điểm cao trong kỳ thi đầu tiên này ở tại đài IPC. Yeah. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Chí Tâm. Có màu xanh mà sao nó không có hy vọng Dũng ơi. Dạ vâng, micro thì hiện ra màu xanh mà không có tiếng nói. Thì mượn đỡ micro của Hòa Tường. Chào con, Victoria Thúy Vi. Cũng có nhiều lần gặp con trên sân khấu, những buổi hát cho cộng đồng, vân vân. Giọng hát con mạnh, giọng khỏe. Mà ai chọn bài hát này cho con? Dạ, hôm nay con chọn bài này. Con tự chọn bài này. Vì sao con chọn bài này? Dạ, vì con muốn con muốn... Câu hỏi khó quá phải không con? Chắc có lẽ là con muốn đưa mẹ hay là đưa tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em về lại quê hương của chúng ta mà một thời tuổi thơ chúng ta đã sống. Yeah. Tuy nhiên với tuổi 13 con sanh ra ở Mỹ mà. Yeah. Thành ra con đâu có xa quê hương ngày nào. Nhưng mà con vẫn hỏi được ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Con hỏi cũng như chính những câu hỏi của quý ông bà, cô bác đang ngồi xem con và tự hỏi mình ngày ấy đâu rồi, phải không con? Chúc mừng con. Và con có một tiềm năng để trở thành một ca sĩ, cũng như Hòa Thượng đã góp ý. Nhìn con thì chú Chí Tâm chợt nghĩ ra một điều, đó là sự hóa thân của ca sĩ Julie Quang ngày xưa. Và giọng con rất là đẹp. Hy vọng con sẽ tiến xa hơn trên con đường ca hát. Cảm ơn con. Xin mời nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Chú chào con. Thầy nói rồi, chú Chí Tâm nói rồi. Tức là nhìn con là hồi nãy giờ đâu có nghĩ con đi thi đâu, nghĩ con đi trình diễn. Con y chang như một ca sĩ nhỏ, hát hay, đẹp, trình diễn tốt, tất cả mọi cái. Giờ chú có cái lời đề nghị cái chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu của thầy nên ký hợp đồng độc quyền với ba cô nhỏ. Tại vì ba cô nhỏ sanh ra ở Mỹ, nói tiếng Việt giỏi, hát hay, mỗi cô mỗi vẻ, nhảy đẹp. Nên sau khi mà nếu mà chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu của thầy mà không ký độc quyền với con thì con kiếm chú nha. Cảm ơn con, chúc mừng con. Cảm ơn chú. Xin mời nghệ sĩ Ngọc Huyền. Nếu mà
nói trong ba ca sĩ nhí của chúng ta đó, đặt tạm ca sĩ đó, thì Victoria TV là đi diễn nhiều nhất và có cái giọng hát chuẩn nhất với cái lứa tuổi của mình. Cô Huyền chúc mừng con. Nhưng mà cô Huyền mong rằng đó, con chọn cái bài hát này hay đó, nhưng mà nó đã quá cái tuổi của con. Đúng không? Đáng lẽ con chọn một cái nhạc phẩm Phật hoặc là nói về mẹ, về cha đó, thì có lẽ con sẽ đánh động cái trái tim của người nghe nhiều hơn là mình hát một cái bài hát quá tuổi của mình. Nhưng mà phải nói là giọng con quá tuyệt so với hai bạn cùng trang lứa với con. Chúc mừng con, nhưng mà hy vọng rằng con giữ được cái tuổi thơ, tuổi thơ trong cái tác phẩm của mình, thì cô Huyền nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nữa nha con gái. Dạ cảm ơn cô. Xin cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, Đức Phật ra đời mang theo sự thông điệp của giải thoát và an lạc. Đức Phật có dạy rằng mỗi hành động và nhận thức có chủ đích của chúng ta trong quá khứ cũng như hiện tại là cánh cửa dẫn tới hạnh phúc hay đau khổ, và tất cả mọi hành động cũng như nhận thức hành động của chúng ta là do chính chúng ta quyết định. Và mỗi khi chúng ta đến chùa cùng nhau tụng kinh, niệm Phật, trì chú, chúng ta đều có nhắc bốn câu: vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn yếp nang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Khi tất cả những người con Phật cùng tề tự quy kính Phật Đà, chúng ta đều cầu mong những lời kinh tiếng kệ của chúng ta đều có thể thấu hiểu được những chân lý cao siêu và nhiệm màu của chư Phật. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý khán giả cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề Quy Kính Phật Đà, một sáng tác của nhạc sĩ Giác An, với phần trình bày của thí sinh Nhật Huy với số báo danh 238. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một nén hương tâm thần thắp dần lên đài sen, quy ngưỡng ơn vô lượng của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi, độ chúng sanh nhân loại thoát luân hồi tự sinh. Tham gia đi vô dương xuất xa, tìm một nguyên nhân sinh diệt khổ đau, gọi Bồ Đề làm nơi ngưỡng nào. Thuyền đình công phu đến một sớm kia, đạo vạn bừng khai sát ngộ lý chân, đạo Phật Như Lai viên thành toàn làng, nhiệm màu thành chân lý. Hạnh phúc thay nhân loại có con đường Phật pháp, nào những ai có Phật hãy bên lòng tiếng tu, một xóa bao mê lầm phát tâm hạnh từ bi, hoàn hóa cho muôn loài đến đường bờ chân như thank you.
một nén hương tâm thần thắp dâng lên đài sen, quy ngưỡng ơn vô lượng của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi, độ chúng sanh nhân loại thoát luân hồi tự sinh. Vì lòng đại bi nên Ngài quyết tâm lặng thầm ra đi vô dương xuất gia, tìm một duy nhân sanh gì khổ đau, gọi Bồ Đề làm nơi nương náu. Thuyền đình công phu đến một sớm kia, đạo vạn bừng khai sát ngộ lý chân, đạo Phật Như Lai viên thành tòa lang, nhiệm màu thay chân lý Phật Đà. Hạnh phúc thay nhân loại có con đường Phật Pháp, nào những ai con Phật hãy bên lòng tiễn từ một xóa bao nên lòng phát tâm hành từ bi, hoàn hóa cho muôn loài để được bước chân như một xóa bao mê lầm, phát tâm hành từ bi, hoàn hóa cho muôn loài để được bước chân như. Xin chúc mừng thí sinh Nhật Huy với số giấy danh 238. Anh Nhật Huy cho mình hỏi một chút xíu. Kính thưa quý vị, anh Nhật Huy đến từ thành phố Gangro. Và anh là một doanh nhân. Như vậy thì chúng ta khá bận rộn với công việc làm ăn như vậy. Thì anh có thể chia sẻ một chút xíu thời gian tập luyện như thế nào cho chương trình Tâm Ca và Đạo Hiếu ạ? Khi mà bước vô chương trình cùng tham gia này thì nói chung mình cũng phải bớt lại một chút công việc làm ăn, tại vì tất cả mọi các anh chị cũng như là các ban tổ chức cũng đều biết là có một số anh chị đó thì có hát nhạc đạo thì học cái lời nó rất là dễ, nhưng thực sự thật tâm mà nói thì là em thì có nghe nhưng mà em không có thường hát nhạc đạo. Chính vì vậy mà để mà học được những cái lời, không phải là em mà tất cả các bạn thí sinh, thì để mà thuộc những cái lời về nhạc đạo thì nó cũng tương đối nó khó. Thì tất nhiên là cái thời gian mình dành nó sẽ được nhiều hơn, thì tất nhiên mình cũng phải gác lại công việc, tại vì mình đến đây là vì cái tâm, cho nên là công việc làm ăn thì lúc nào cũng được, còn cái này thì chỉ có một lần thôi. Vâng, xin cảm ơn anh Nhật Huy. Và chúng ta đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Đầu tiên, Lady First, mình đang xin mời nhận xét từ nghệ sĩ Ngọc Huyền ạ. Biết nói gì đây? Nói chung đó là Nhật Huy đã làm tròn cái phần thi thứ nhất của mình. Em hát rất là thoải mái. Thoải mái đến mức cái độ mà em biểu diễn nhạc đạo mà chị thấy tưởng tượng em biểu diễn nhạc đời. Cái điều đó là đáng lẽ cộng mà phải trừ đó. Còn trong khi gian nhân đó thì biểu diễn nhạc đạo mà cứ cứng lên như vậy nè. Còn một cậu đó thì lại quá ư là thả lỏng. Nếu mà có lẽ là run quá phải không? Chị thấy em cầm micro mà run. Chị rất là thích phong thái của em. Chị có tiếc là hát rất là đẹp. Nói chung là những cái khuyết điểm của vòng 1, vòng 2 do ban giám khảo góp ý em đã khắc phục khá tốt. Chỉ có tiếc là nếu mà bài đó mà em đứng lại một nơi, em tịnh tâm lại, em biểu diễn bằng cả cái trái tim của mình, không có cần phải đi tới đi lui nhiều, không cần phải giơ tay giơ chân nhiều, thì sẽ điểm cộng 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 của chị nữa. Nhưng mà nói chung là tới cái vòng này thì tất cả các thí sinh đều làm cho ban giám khảo nhức đầu. Bởi vì kẻ tám lạng, người nửa cân, hồng nửa cân tám lạng, cách nhau tới ba số lần. Kẻ tám lạng, người chín cân. Khó quá nói chứ. Kẻ tám lạng, người tám cân, kẻ tám lạng, người chín lạng, chứ quên, chín lạng. Nói chung là chúc mừng Nhật Huy của chị. Và hy vọng rằng phần thi sau em sẽ cố gắng hơn nữa.
để thưa thêm nữa điểm cộng nữa của ban giám khảo. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, bên anh xin kính mời Hòa Thượng Thích Quảng Thanh ạ. Dạ, xin kính chào thí sinh số 238. Dạ, con xin chào. Dạ, trong trường hợp nào mà anh chọn bài hát này? Dạ, thì con chọn bài hát này cảm tại xúc, vì cảm xúc, dạ, cảm xúc nó có một cái sự cao trào lúc cái phần điệp khúc đó, thì con có đưa cái bài này lên là cái phần đó là cái phần sáng của con không phải là để muốn mình phô trương cái giọng hát của mình, nhưng cái đó là một cái điểm nhấn của cái bài này rất là lớn, cho nên con mới đẩy nó lên. Thì đó là một phần do cảm xúc của con, thì con muốn chọn cái bài này để nói lên một phần này. Có thể do vậy mà sự thành công của anh có phần cao hơn. Cảm ơn. Và khi tôi nghe qua cái giọng hát của anh, tôi nghĩ là không đụng hàng. Có giọng hát riêng quá, yeah. Phong cách riêng, rất là riêng, không đụng hàng. Mặc dù nó phải cần luyện tập thêm nữa để nó hay là nó bài hát và nó thuần nhuyễn hơn ấy, thì đây là một sự thành công quan trọng đối với một góc riêng tư của anh. Nếu mà sự thành công của anh kỳ thi này nó đạt theo như cái ước mơ của mình á, có lẽ anh phải tìm đến với các đạo tràng, với chùa. Nhưng nhìn anh thấy là tâm đạo nó tỏa ra một cái gì đó như hào quang vậy đó. Anh tìm đến với chùa bởi vì vừa hát mà vừa có tạo công đức. Ví dụ chùa mà có dịp hát là không ngoài gì là phục vụ cho những buổi lễ Vu Lan Phật Đản, hoặc giả là gây quỹ đi xây chùa. Mà tiếng hát á, mỗi tiếng hát là một viên gạch, mỗi chữ là một viên gạch đóng góp để xây dựng một ngôi chùa. Yeah. Thì anh nghĩ có tốt quá, đó là việc tốt của anh không? Dạ, yeah, đó là việc tốt. Thật sự con đến đây thì con không nghĩ con đi thi, con chỉ đến vì cái tâm thôi. À. Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ con có không nghĩ chuyện. Rất là cảm ơn cái tâm tốt của anh. Con hát thì con rất là thoải mái. Nói như lời nhận xét của ca sĩ Gia Huy á. Dạ. Tức là anh từng ở trung tâm Asia, anh diễn đạt nhạc tình rất nhiều, nhạc quê hương, nhất là quê hương. Nhưng mà sự chào đón cũng nồng nhiệt đó. Nhưng mà khi anh trở về anh hát nhà đạo, anh tìm một góc riêng tư hát nhà đạo thì anh thấy thành công hơn. Đó là một cách mà, một bài học cần ghi để thành đạt. Bởi vì Gia Huy, đây là tôi lặp lại thôi đó, Gia Huy chọn bài Mẹ Là Phật thì đi đâu người ta cũng yêu cầu anh. Đi tiểu bang, bất cứ tiểu bang nào mà một góc độ có vẻ chùa chiền đó, thì thành công đều tán dương, đều ca tụng, kể cả ký và bán băng rất nhiều nữa. Thành đó là sự thành công. Thành anh cho là hát nhà đạo mà bài Mẹ Là Phật tạo nên tên tuổi của Gia Huy. Đó là nhận xét của Gia Huy, tôi lặp lại thôi nha. Hy vọng anh cũng như vậy. Yeah. Xin chúc mừng sự thành công của anh và cũng như là anh hoàn thành cái bài hôm nay. Con xin cảm ơn thầy ạ. Và bên anh xin mời nhận xét tế tiếp đến từ nghệ sĩ Chí Tâm. Dạ vâng, ngắn gọn là Nhật Quy có một giọng hát rất là lạ, cách luyến lấy của em cũng rất là lạ. Và như em đã thổ lộ tâm tư của mình bằng một cách chân thật là em là một doanh nhân và em chỉ hát nhạc đời thôi, mà khi nghe đến cái chương trình thi tâm ca đạo hiếu thì em chọn ngay bài nhạc Phật để đến đây thi cho đúng với chủ đề. Chúng ta trong chùa Điều Ngự đã tổ chức một chương trình này để chúng ta được quay về với ngôi Tam Bảo và quay về với dòng nhạc Phật giáo. Hy vọng rằng em sẽ tiến xa hơn nữa để mà góp phần cho nhạc Phật giáo được phong phú hơn trong những giọng hát mới này. Chúc mừng Nhật Quy với bài hát hôm nay, Quy Kính Phật Đà. Em cảm ơn. Dạ, tiếp đến mình đang xin mời nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân ạ. Chào em. Thực sự anh Chí Tâm nói hết phần của Tân rồi. Đó là em chào em vô cái dòng nhạc này là tại vì thực sự em lạ lắm. Lạ lắm từ cái cách. Thực sự cái lạ nhất là giữa cái nói chuyện và cái hát của em là hai người khác nhau rồi. Em nói chuyện và người hát là hai người hoàn toàn khác nhau. Thành ra khi vô em hát nhả chữ luyến lấy em rất là lạ. Nên thành ra coi như chúc mừng em hoàn thành cái phần thi xuất sắc mà lạ. Dạ,
Yeah. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều ạ. Là quý vị cũng đồng ý rằng chúng ta là những người tha hương, những người xa quê hương, nhưng trong mỗi trái tim đều thương nhớ và luôn hướng về quê hương, đất tổ, nơi sinh ra chúng ta và có những ngày tuổi thơ. Có câu rằng thiết nhơi, bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàng. Và với câu chia sẻ đó, Thảo Ly liên tưởng đến những câu hát trong bài hát sau đây mà chúng ta sẽ cùng giới thiệu. Đúng vậy, thưa quý vị, khi mà chúng ta xa xứ thì lúc nào cũng nhớ về tuổi thơ, về những kỷ niệm êm đẹp, và đạo Pháp cũng vậy, luôn luôn gắn liền với quê hương, dân tộc, với tự do, dân chủ. Và khi mà chúng ta tha hương, chúng ta đều luôn mong muốn quê hương của chúng ta sẽ có thật nhiều những điều tốt đẹp. Sau đây xin mời quý vị hãy cùng lắng lòng để chia sẻ và lắng nghe lời tâm sự của tác giả Huyền Vân qua ca khúc Quê Hương Bỏ Lại. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón thí sinh Ngọc Yến với số báo danh 170. Mẹ ơi, những ngày con xa quê hương là những ngày dài mang nhớ nhung đau khổ. Còn đâu tiếng ru của mẹ, tiếng đưa nôi, tiếng chuông chùa, tiếng hò lơi lạ trên sông vọng lại mỗi chiều buồn. Còn đâu những con đường nắng bụi mưa lầy, những con đò trưa chiều xuôi ngược, một lần ra đi không biết bao giờ trở lại. Việt Nam ơi, quê hương ơi, nơi ta để lại một quá khứ êm đềm, một thuở vàng son. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Nảy dòng sông phơi nắng, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam.
gió chiều mang hương tươi, phận vận cùng xa xôi thôi, vùng trời nhà trang xưa và dòng đồng nai hưng hờ, nảy dòng sông phơi nắng và ruộn đồng đua chim hoàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Nào Cần Thơ nắng ấm và ruộn đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ. Trần Thị Ngọc Yến số báo danh 170 vừa hoàn thành phần trình diễn của mình. Và cuộc thi Tâm Ca Đạo Hiếu đã bước tới vòng thứ 3 rồi. Thì trải qua mỗi một cuộc thi như vậy, mỗi một vòng như vậy thì cảm xúc của cô như thế nào? Trước hết, rất chân thành cảm ơn ban tổ chức của đài truyền hình IBC Tâm Ca và Đạo Hiếu. Phải nói rằng khi đọc thể lệ từ 10 tới 60 tuổi thì tuổi cô Ngọc Yến là cái tuổi cuối. Năm nay vừa tròn 60. Biết rằng mình sẽ thua rất nhiều các giới trẻ, các em trẻ đang tuổi vươn lên. Nhưng mà vì cái tâm, Yến đến với chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu vì chữ tâm ca rất hay và rất tuyệt vời. Các anh chị ạ, chúng ta làm con người phải có tâm. Chúng ta ca hát cũng cần có tâm, làm kinh doanh cũng có tâm, và chữ tâm đó sẽ giúp cho chúng ta sự thành công trên đường đời. Chứ nếu chỉ một chữ tài, chúng ta chưa hẳn đã thành công trên đường đời được, phải không các anh chị? Rất cảm ơn câu trả lời rất hay của cô Trần Thị Ngọc Yến. Vậy thì sự luyện tập của cô trong các vòng như thế nào ạ? Cô chỉ biết rằng mình cố gắng rất nhiều, và cô cũng không nghĩ rằng mình hôm nay được may mắn đứng ở vòng 3 là có mặt hôm nay. Chỉ biết rằng mình cố gắng hết tâm và được vào vòng nào mình vui vòng đó. Và hôm nay phải nói rằng rất vui mừng được tham gia vào chương trình Tam Ca và Đạo Hiếu. Và ý nghĩa ở đây tất cả các bạn, các anh chị cũng đều vui khi chúng ta đến với chương trình này bằng cái tâm. Xin cảm ơn cô và chúc cho cô gặp nhiều may mắn trong cuộc thi. Và đầu tiên thì Sơn Anh xin lời nhận xét của nghệ sĩ Ngọc Huyền. Cảm ơn cô Ngọc Yến đã đến với chương trình. Và cảm ơn cô đã trải cái lòng mình quá là ưu ái từ vòng 1, vòng 2, vòng 3. Không chỉ là cô đến với chương trình mà cô rất là ưu ái ban tổ chức, là ban tổ chức yêu cầu cái gì đó. Thí dụ như là Ngọc Huyền biết là nhà cô ở khá xa phải không? Nghe Tuyết Nha chia sẻ lại, nhưng mà cô đã phải tính toán cái thời gian đi xe bus, rồi tính toán cái thời gian nhờ bạn bè chở cô đi để được đến với Tâm Ca Đạo Hiếu. Nếu mà có cái giải tuyệt đối là Ngọc Huyền sẽ dành tặng cho cô. Bởi vì cô cũng là một vị thí sinh lớn tuổi nhất trong chương trình, mà lại là cố gắng nhất trong chương trình. Xin chân thành cảm ơn cô Yến rất rất là nhiều ạ. Cảm ơn Ngọc Huyền. Và lời nhận xét của nghệ sĩ Chí Tâm. Dạ vâng, chào cô Ngọc Yến. Bài hát này thì cô chuyên chở với cả tâm tư của mình. Thì như cô đã phát biểu là tất cả đều do cái tâm. Cái tâm của mình hướng về quê hương và ngàn đời nhớ Việt Nam. Chính trong những câu ca đã thuyết phục được những người nghe, như chinh phục được những trái tim nhớ quê hương của tất cả mọi người xem. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau khổ. Chúng ta vì nhớ quê hương và chúng ta có những niềm đau khổ. Những nỗi khổ niềm đau đó, nếu mà chúng ta không được xoa dịu bằng những ngôi tự viện, những ngôi tam bảo để chúng ta quay về, thì chúng ta rất buồn, rất khổ, phải không? Vì thế cho nên mới có chùa Bảo Quang, rồi có chùa Điều Ngự, rồi có tất cả các chùa ở trên miền đất mà chúng ta đang tạm dung, để chúng ta nhìn thấy những ngôi chùa đó
như nhìn thấy lại quê hương. Chúc mừng cô Yến đã hoàn thành bài hát của mình rất là truyền cảm và truyền đạt những nỗi nhớ niềm thương về đất mẹ Việt Nam. Dạ, cảm ơn. Bà thầy, con xin mời nhận lời nhận xét của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh ạ. Dạ, xin có lời chào cô Ngọc Yến, số danh 170. Với cái tuổi mà như thí sinh đã tự giới thiệu, cũng như là sự tán thán của quý vị giám khảo, thì tôi nghĩ rằng với cái tuổi này mà còn giữ được chất giọng như vậy là phải nói có một nội lực khá đó. Dạ, nội lực. Bởi vì tiếng hát nó thể hiện ra từ nội lực, phải không ạ? Lời tụng kinh của các thầy cũng nó thể hiện ra từ nội lực. Thì nói đúng hơn nội lực là gì, là nó cũng chữ tâm thôi. Nhưng mà bài hát này rõ ràng là một bài hát quê hương, mà theo mô tả của thí sinh là dùng cái quê hương này lèo lái cái người nghe bằng cái tâm, thì đó là rõ tâm ca rồi. Nếu mà ai khó tính nói ủa bài này nó có dính dáng gì tâm ca đạo hiếu đâu, nhưng mà thật ra nó là thí sinh đã lèo lái được cái người nghe bằng cái tâm. Yeah. Và chính thí sinh cũng hát bằng cái tâm luôn. Rồi cái người nghe cũng bằng cái tâm, thì nó mới hòa cảm. Rồi nó thành một cái gì đó rất đẹp. Mà thí sinh đã mô tả cái tình quê gợi nhớ cho cái người nghe cũng đi theo từng bước trở lại quê hương bằng cái giấc mơ, như một giấc mơ đẹp. Thế thì có lẽ là cái tuổi mà càng cao thì người ta sẽ cảm thấy là cô đơn, hay là một cái gì rất trống vắng. Nhưng mà có lẽ người ca sĩ hoặc là người Phật tử mà, hay là người biết chọn cái bài hát cho mình, hay là chọn một cái gì rất đẹp, rất là thích thú để lèo lái cái tâm mình, thì đây là một cái, có lẽ là thí sinh đã chọn được cái điểm rất là then chốt để hướng về cái tâm. Chúc mừng thí sinh đã hoàn thành bài hát của mình, và mong rằng sự thành đạt đến với thí sinh. Dạ, thưa, và cuối cùng là lời nhận xét của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Dạ, chào chị. Thực sự chị hát cái bài này chị làm nhớ Việt Nam thiệt, là tại vì chị hát bằng cái tấm lòng, mà nãy giờ ai cũng thấy là chị nói bằng cái tâm. Chị hát làm em nhớ Việt Nam thiệt. Và với cái tuổi của chị mà được giữ được cái giọng hát như vậy thì đó là... Rồi còn tham gia đi thi nữa, làm khuyến khích mấy đứa nhỏ. Nên em cảm ơn chị nhiều. Cái phần thi của chị đối với em hoàn thành mà đẹp. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhạc sĩ. Cảm ơn là nhận xét của tất cả ban giám khảo dành cho thí sinh Trần Thị Ngọc Yến, số bài danh 170. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật đã có từng nói về tấm lòng bao la như trời biển của cha, của mẹ khi đã sanh thành và dưỡng dục chúng ta lên người. Bất cứ người cha, người mẹ nào trên thế gian này đều mong muốn con của mình được khôn lớn, khỏe mạnh, trưởng thành và thành đạt ở xã hội, trở thành những con người có ích. Thế nhưng rất nhiều những người cha, người mẹ khi nuôi con lớn lên, người con lại vì một lý do có thể là gia đình hay sinh kế đã rời xa cha mẹ để xây dựng cuộc sống riêng của mình. Và từ đó, có những người con trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguôi lạnh biệt tâm, biệt nhà. Và thưa quý vị, có những người mẹ mòn mỏi chờ con bao năm tháng, như là câu hát "Tiễn con ra đi, hàng tre mới lên ngang đầu, lúc nghe con về, chổi măng đã xanh thành tre." Dạ vâng, khi tiễn con ra đi thì lúc đó măng chỉ mới mọc lên, nhưng khi nhớ con và mong ngóng con về
thì những chồi măng đó đã thành tre. Đó cũng là tâm sự của người mẹ. Và mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Bà Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, do thí sinh Phạm Anh Tuấn trình bày, số báo danh 309. Mẹ già côi cung thầm mong có con bên cạnh, dù há cơm khô nhưng lòng mẹ nghe ấm áp. Một giọt canh sao hè hàng cao qua theo niềm đau, dập chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng, lòng mừng rưng rưng mắng cười theo giọt lệ rơi, tiếng con ra đi hàng trẻ mới lớn ngàn con về trồi măng đã xanh thành tre, mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới, lặng nhìn bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời làm giông tố làm chi chỉ lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đời chờ, đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa tan. Mẹ già côi cuống thầm mong có con bên cạnh, dù hạt cơm khô nhưng lòng mẹ nghe ấm áp. Giọt canh chua sớm gây tình mẹ con. Mẹ ơi, đã bao năm xa cách, con luôn có một ngày để trở về quê cũ, được gặp mẹ hiền yêu dấu. Con sẽ quỳ bên mẹ và nói với mẹ rằng con yêu mẹ, thương mẹ nhiều lắm. Tiếng con ra đi hàng trẻ mới lên ngàn đầu, lúc nghe con về trôi măng đã xanh thành tre, mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới, lặng nhìn bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời làm giông tố làm chi chỉ thêm đau lòng, lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đời chờ, đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa tan. Mẹ cha côi cuống thầm mong có con bên cạnh, dù hạt cơm khô nhưng lòng mẹ nghe ấm áp. Một giọt canh chua sớm đây tình mẹ con.
vô cánh Chúa sớm đây. Tình mẹ con, mẹ ơi, con sẽ về với mẹ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Phạm Anh Tuấn. Và theo như ban tổ chức thì MC chỉ được hỏi một câu thôi, bởi vì chúng ta hơi trễ giờ, thành ra là Tuyết Nhã hứa hỏi một câu thôi. Đó là trong cái hồ sơ đó thì thấy Phạm Anh Tuấn ghi là có từng diễn xuất, tức là có tham gia đóng phim. Và như vậy thì câu hỏi đặt ra đó là Anh Tuấn đã đóng những bộ phim như thế nào và tại sao lại tham gia chương trình Tâm Ca và Đào Hiếu, từ diễn viên chuyển sang ca sĩ? Xin thưa với lại tất cả quý vị là Phạm Anh Tuấn cũng đã đóng được một số bộ phim rồi. Thì hôm nay là nhân dịp có một cái chương trình Tam Ca Đạo Hiếu. Thì Phạm Anh Tuấn là nói thật với tất cả quý vị là gia đình của Phạm Anh Tuấn là về Đạo Phật, chuyên giống như là cũng hay đi hộ niệm đồ này nọ. Cho nên là ở nhà toàn Phạm Anh Tuấn toàn là treo hình Phật không. Nhưng mà hôm nay Phạm Anh Tuấn có duyên tham gia cuộc thi này, thì đem cái lời ca tiếng hát để gửi đến cho tất cả quý vị và có thể truyền đạt đến cho tất cả quý vị những cái bài hát về Phật giáo. Phạm Anh Tuấn không biết nói gì hơn. Dạ vâng, như vậy là đầy đủ ý nghĩa quá rồi. Vâng, rất cảm ơn Phạm Anh Tuấn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, và thứ nhà xin mời ban giám khảo. Đầu tiên con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Xin hỏi thí sinh 309 phải không ạ? Dạ vâng ạ. Ước mơ gì trong cái cuộc thi này? Xin thưa với lại thầy và tất cả quý vị là em run quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thôi, không làm khó để tự hiểu nha. Tuổi trẻ mà lớn lên ở một cái đất nước văn minh như thế này thì người ta tìm đến vũ trường, tìm đến chỗ vui nhộn, tìm những bài tình ca hát nó có vẻ cuốn hút hơn. Nhưng mà thí sinh lại chọn về cái Tâm Ca Đạo Hiếu để đi thi và chuyển tải cái lời của mình. Giống như là quý thầy tụng kinh rồi tán tụng những cái bài để cho nó cảm xúc, có cái người cảm xúc, thì có lẽ là thí sinh em cũng là một trong những người mà nó giống với thầy chuyển tải lời kinh, còn em chuyển tải cái triết lý, cái tình hiếu đạo đi vào cái tiếng hát của mình. Bởi vì nếu sinh ra đời không có Phật thì thờ cha mẹ là thờ Phật, em có nghĩ gì không? Có nghĩ gì không? Có nghĩ như vậy không? Dạ vâng ạ. Thế thì cảm ơn em đã chọn cái bài hát này. Và giọng rất tốt, có triển vọng còn đi xa hơn nữa. Và thành đạt, nếu mà chỗ nào khó quá không thành đạt tìm tới các chùa, có lẽ là chùa nào cũng nhận để cho sự thành đạt này. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Chúc em đã thành công bài hát này. Dạ xin chào vâng. Cái đến tiếng nhà xin mời nghệ sĩ Chí Tâm ạ. Chào em Phạm Minh Tuấn. Em sinh ở Mỹ hay là em sinh ở Việt Nam? Dạ em sinh ở Việt Nam ạ. Sinh ở Việt Nam. Qua Mỹ được bao năm rồi? Dạ cũng được 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi. Giọng em tốt, dáng em đẹp, thành ra người ta mời em làm diễn viên cho điện ảnh là cũng một phần đúng. Anh cũng mới biết em trong ngày hôm nay, rồi chị Ngọc Quyền thì đã biết em qua những vòng thi trước. Và vòng thi này thì anh Chí Tâm mới được góp mặt và ngồi trên ghế nóng này. Nãy giờ ngồi hoài thành ra nó nóng chứ không phải là ghế nóng là ghế gì hết. Dạ, giọng em rất là tốt. Mà em hơi mạo hiểm ở cái phần dự thi của em là em lấy cái đoạn điệp khúc, tức là em lấy cái chorus để làm cái intro, trong khi cái giọng của em chưa có được warm up, tức là chưa có được làm nóng khi mà cái giọng chưa có vào, cho nên em bị hơi chệch choạng chút xíu trong lúc đầu, cố gắng khắc phục cái điểm này. Với lại phần lấy hơi của em phải lấy cho khéo chút xíu chứ đừng giống như hụt hẫng lắm cho người nghe nha. Nếu mà
Anh cũng rất là mừng, chú Chí Tâm cũng rất là mừng khi con chọn dòng nhạc quê hương, dòng nhạc tâm ca và dòng nhạc đạo hiếu này. Thay vì tuổi của con đã đi với những cái con đường như là nhạc trẻ, nhạc hip hop, nhạc giật, nhạc quậy vân vân, nhưng mà em đã chọn cái con đường này thì chúc mừng cho Phật giáo chúng ta có thêm một ca sĩ trẻ để mà góp phần cho nhạc Phật giáo được phong phú hơn. Dạ cảm vâng, em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm và tiếp theo xin mời nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Hello em, ở anh tính hỏi em cái này, ở Việt Nam đã đi hát chưa? Dạ vâng, ở Việt Nam em cũng hay đi hát, nhưng mà đi hát về chùa gây quỹ từ thiện đó. Thực sự giống như anh Chí Tâm với thầy nói, em đầy đủ tố chất để trở thành một ca sĩ. Vóc dáng cũng đẹp, nó cả mọi cái. Anh nghĩ là em nên coi như là rất là chăm chú để chăm sóc bản thân với giọng hát của mình hơn. Để làm chi? Để trở thành chuyên nghiệp. Tại vì em đầy đủ tố chất hết. Phần trình diễn của em đẹp. Thực sự nhiều anh mai mốt, anh Chí Tâm anh nói cái điều đó là hép em nhiều lắm á. Là em chọn, em chơi gan lắm, chọn ngay cái điệp khúc để đem vô đầu ngâm thơ là em quá gan. Nhưng mà nói chung là phần trình diễn của em không có chê được. Dạ cảm vâng, ơn xin em. Cảm ơn nhạc sĩ. Và tiếp nhạc xin mời nghệ sĩ Ngọc Huyền. Đầu tiên thì chị Huyền cảm ơn Phạm Anh Tuấn. Và một lần nữa cảm ơn em Gia Nhân, bởi vì hai bạn đều là bạn là nam trẻ tuổi nhất trong chương trình mà đến với chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu. Những lời đẹp, những lời khen quý thầy và quý anh nói hết rồi, thì chị Ngọc Huyền không có để mất cái thời gian cho các thí sinh khác thi. Chúc mừng em đã làm tròn cái tác phẩm này, và những lời góp ý của ban giám khảo thì phần 2 ráng khắc phục hơn em ha. Em xin cảm ơn tất cả bạn giám khảo và cảm ơn Phạm Anh Tuấn.